với tổng diện tích là 2,8 ha. Chất đất mỡ gà, thế đất bằng, thoải, dốc. Hiện tại trên đất đang trồng 1.500 cây cà phê. Trong diện tích 2,8 ha này á, thì có 1.500 cây cà phê kinh doanh như thế này. Và còn lại là đất trống và rừng lộ ô. Đất này thì thuộc xã Nam Nung, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Chất đất là chất đất mỡ gà, không một chút sỏi đá anh chị ha. Từ vị trí này ra trung tâm trường chợ tạp hóa và các tiện ích xã hội khác thì tầm khoảng 2 km anh chị nhé. Nơi mua bán được thì tầm khoảng 500 đến một cây số anh chị ha. Lai bê tông thì khoảng 1 km anh chị nhé. Đường xá thì ô tô vào tận nơi. Đó. Trên đất đang trồng cà phê và xen rổ như thế này. Có cả rổ luôn anh chị ha. Chủ nhà đang nhờ bán là 350 triệu cho tổng diện tích là 2,8 ha. Cà phê đẹp thế này. Đất này thì thuộc xã Nam Nung, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Cái đường đi là như thế này anh chị ha. Đường đi là như thế này. Anh chị mình nếu mà qua bên phía ngoài đây á, thì trên đường này á, thì cái chòm này rất là bằng và đẹp như thế này. Đó. Rất ok anh chị nhé. Bằng, đẹp như thế này. Chủ nhà hiện tại cũng đang tưới cà đây. Anh em đang đi quay lại cho anh chị xem. Để chúng ta có khách thì chúng ta dẫn vào anh chị ha. Thì đây chủ nhà cũng đang nhờ bán. Thì anh chị cũng biết rằng là cái vị thế năm nay thì cà phê như vậy thì quá ok rồi anh chị ha. Năm nay sẽ cực kỳ đạt. Đó, cái sản lượng của năm nay thì như vậy thì quá đạt luôn rồi anh chị ha. Cà phê rất là đẹp này. Cây này thì rất là vàng nhưng mà mình sẽ cải tạo lại. Trong này thì có tầm 1.500 cây cà như thế này anh chị ha. 1.500 cây cà là cà phê kinh doanh. Nên mấy cái điều này thì chúng ta phải hạ đi. Thế đất rất là bằng. Ở bên trên này. Và ở bên dưới thì cũng rất là dốc anh chị ha. Chứ có 350 triệu mà cho tổng diện tích cả 3 hectare này thì dốc là chắc chắn rồi. Chứ không thể bằng đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ cần có 1.500 cây cà này thì năm nay là chúng ta được mùa bội thu là cũng rất là ngon rồi anh chị ha. Đó. $350 triệu. Đó. Với tổng diện tích là 2,8 hectare. Mình sẽ đi từng tí để cho anh chị xem lại cho thật kỹ anh chị ha. Mình có đáng để mua hay không. Video cũng có thể là rất là dài. Nó đẹp như vậy thì quá ok rồi anh chị ha. Giá cả thì khỏi bàn. Đó. 350 triệu. Cả rất là đẹp thế này. Chủ nhà chưa tưới nha. Chưa tưới trước Tết. Nếu mà tưới trước Tết mà bây giờ đi vô quay thì chắc chắn là rất là đẹp đây. Đó. Còn một ít rừng lộ ô ở bên đó. Đó anh chị thấy không? Còn một bên đó là còn một chòm lộ ô này. Đó bên kia của người ta là làm sạch sẽ rồi. Còn lại lộ ô của nhà này. Còn bên này thì cà phê. Đó rất hợp lý anh chị ha. Rất hợp lý. Chủ nhà đang tưới cà. Chủ nhà để lại máy móc ông tưới đầy đủ anh chị ha. Nó có bằng nhá. Có bằng, có thoải và có dốc anh chị nhé. Dốc thì tầm 60%. Còn lại là bằng và thoải này. Chỗ nào bằng thì chủ nhà đang trồng cà phê hết rồi. Đây. Quá rẻ. Mua hơn 1 năm thôi. 1 năm 2 năm thôi là thoải mái dư rồi. Đó.
trong này thì có xen một số cây dổi như thế này anh chị này, xen một số cây dổi như thế này, dổi cũng rất là lớn rồi. Đó, cái đường đi này, nếu mà từ bên dưới này mà chúng ta nhìn lên trên á, từ cái vị trí này á, thì nó chạy dài được khoảng tầm 5-6 sao là rất là bằng. À, và cà phê như thế này. Đó. Đó, mình đi từ dưới lên để cho anh chị thấy. Rồi đây. Do là đèn ốm cho nên là đi quay giọng nó hơi khàn, cũng nói to không được, có thể là không rõ lắm anh chị ha. Nhưng cái quan trọng là cái cà phê ở đây rất là đẹp, chủ nhà đang tưới này. Mình đi cho qua cho anh chị xem nguồn nước chủ nhà đang tưới này, tràn trề linh láng luôn. Hàng xóm có những cây dổi rất là to, cả của nhà này đây, rất là đẹp. Mình sẽ đi một xíu nữa để kết thúc video luôn anh chị ha. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây anh chị nhé, để mình chốt lại. Với tổng diện tích là 2,8 hecta thì trên đất đang là 1.500 cây cà phê, 200 cây dổi anh chị ha. Cây dổi thì đang còn nhỏ thôi. Đất này thì thuộc xã Nam Nông, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông. Từ chỗ này mà đến cây xăng đi ra thì khoảng 4 cây, mà đi ra đường bê tông thì khoảng 1 cây rưỡi đến 1 cây 2 thôi anh chị ha. Đường xá thì ô tô vào tận nơi. Chất đất mới gà, đất thì có dốc nha anh chị nha. Mình mới khẳng định với anh chị là đất này có dốc nha. Đó, chủ nhà đang bán á, là 350 triệu cho tổng diện tích là 2,8 hecta. Thì trong đó thì có 1.500 cây cà phê như thế này. Anh chị mua năm nay á, là có thu rồi, thoải mái năm nay là dư giả rồi. Đấy. Đất ở đây thì ô tô vào, chỗ vị trí này thì ô tô vào hơi khó anh chị ha. Nhưng mà ô tô đậu ngay dưới chân đấy luôn. Đó. Giá bán á, là 350 triệu. Đó. Tiếp cận các tiện ích xã hội này kia, bán kính chỉ còn tầm vào trong vào một cây thôi anh chị ha. Ra trường chợ mua bán cũng rất là dễ. Đó. Rồi, anh chị quan tâm thì liên hệ ngay để đi xem và chốt nha.